Rồi mình quay trở ra 94-1. Có lẽ bây giờ là cái nhà này đang sửa lại nè. Cũng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở khu vực quận 5 về đêm. Nhân một chuyến đi dạo thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng ngắm lại cung đường bến Hàm Tử năm xưa, và ngày nay có tên là đại lộ Võ Văn Kiệt. Và phía trước mặt chúng ta đó là cái dòng kênh kênh Bến Nghé đi vào khu vực quận 5, chạy thẳng đến kênh Lò Gốm và kênh Ruột Ngựa. Và chúng ta đang đứng ở đây là giao lộ An Bình và bến Hàm Tử ngày xưa. Và ngày hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi trên con đường An Bình để đi trọn vẹn cái con đường. Thì theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về chợ lớn, cầu Chà Và, rồi quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương. Và bên kia đó là một cái đồn công an, đồn giao thông. Ngày xưa ở khu vực này nổi tiếng về cái ngành đá phong thủy, đá làm những cái sâu chuỗi đá cẩm thạch ở khu vực này. Buổi sáng bán rất là nhiều đó, bây giờ người ta đóng cửa hết rồi. Và chúng ta thấy bên kia có một cái phòng cảnh sát giao thông. Và theo thẳng hướng này mình sẽ đi đến cầu Nguyễn Tri Phương, Đại Thế Giới. Và con đường An Bình ngày hôm nay của chúng ta nói như cái tên của con đường vậy đó, An Bình, thể hiện sự yên bình. Rồi chúng ta cùng nhau đi qua đường nha. Ở đây thì đường vắng lắm, mình đi thoải mái thôi. Dưới đây cũng rất là an ninh, tại vì ở đây có phòng cảnh sát. Ở đây cách chợ Bến Thành khoảng gần 3 km. Và mình thấy đây có nhà thờ Thánh Giuse. Bây giờ mới biết cái nhà thờ này luôn á. Bình thường thì vết đi đường này, và nhà thờ này không có cao như những nhà thờ khác, không có cái tháp chuông như những nhà thờ khác. Như ở đây trên có chữ hoa nữa nè, do tối quá mình nhìn thấy không rõ. Đây có bia Phúc Long. Hôm bữa thì cũng có dẫn bà con mình đi một cái đường An Bình ở đoạn đầu bên kia đó. Đầu bên kia là bệnh viện An Bình, và đầu này là cái những cái cửa hàng và nhà thờ. Mình sẽ đi ngang cái ngã ba Bạch Vân, rồi đi đến số 94-1. Theo sự chia sẻ của chú anh chị thì trong đó có cái khách sạn, mà để mình xem coi ngày hôm nay như thế nào ha. Và ngay giữa chúng ta đang đứng có một cái hãng nước đá, và ngày hôm nay vẫn còn nè, nhưng mà rất là lụp sụp, rất là xưa rồi. Phía sau hãng nước đá này có một cái nhà xưa, nhưng mà tối quá mình không nhìn thấy rõ kiến trúc của ngôi nhà này qua camera được. Theo cửa vòm mái ngói âm dương, và trong đó có một khu dân cư, một cái xóm làm nước đá luôn. Ở đây mình thấy có cái sạp bán, cửa hàng bán trang sức chuỗi đá phong thủy, cẩm thạch thiên nhiên. Ở đây ngày xưa nổi tiếng về cái ngành đá cẩm thạch đó. Con đường này là con đường của đá cẩm thạch. Và hôm nay video này chia sẻ sự an ninh ở khu vực đường An Bình, để bà con mình có dịp về Sài Gòn và mình cũng biết được khu vực này buổi tối an ninh như thế nào ha. Ở đây có chung cư 43. Chung cư này rất là lâu rồi.
Bây giờ thì chung cư ở Sài Gòn rất là nhiều, làm theo kiểu cao cấp. Cao cấp nghĩa là bảo mật cửa vô có bảo vệ rồi, kiểu khó đột nhập, chứ không giống như chung cư ngày xưa thì mình muốn lên thì lên lúc nào cũng được, không cần phải hỏi. Mà nay thì có bảo vệ. Bên đây thì có phòng cảnh sát rất là lớn. Không biết ngày xưa là công trình gì, nhưng mình nhìn thấy kiểu là thấy thời xưa. Ở đây rất là nhiều công trình thời xưa. Và cuối đường An Bình này là đường Nguyễn Hoàng, và nơi đó có một cái quán ôm cái xe bán xôi rất là nổi tiếng, xôi mặn 10.000 thôi. Đây có quán bún bò bánh bèo ở số 59 An Bình. Và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ hơn. Chúng ta đang lang thang ở khu vực An Bình. Chắc ngày xưa chú Hòa ở khu vực này nè, nên bây giờ chú muốn xem lại cái hình ảnh của khu vực này về đêm và những khách sạn ở đây ra sao. Thì ở đây con nhìn thấy thì không có nhiều khách sạn như những con đường khác, và đặc biệt quán nhậu ở ngay góc đường An Bình rất là nhiều. Và ở đây là ngôi trường Trương Dương, buổi tối dạy võ, các em nhỏ học học thêm buổi tối đó. Và đây phụ huynh đi rước hai đứa nhỏ về nè. Chúng ta đang ở giao lộ An Bình và Bạch Vân. Thẳng hướng này mình sẽ ra chợ Hòa Bình nè, chợ cá Đào Tấn, hẻm của hãng đánh hẻm kem đánh răng Hay Nốt, chú Bảy Trà đó. Chú Bảy Trà quảng cáo ngày xưa đó. Và đây là hẻm 67 An Bình. Những con hẻm ở đây đều rất là an bình, như cái tên của con đường vậy. Rất là yên tĩnh. Rồi chúng ta sẽ đi bên kia đường để mình nhìn thấy những hình ảnh của bên đây ha. Hồi nãy giờ mình đi bên đây rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bên kia đi. Và cái số 94-1 nằm bên bên chúng ta đang đi luôn nè, bên tay phải. Và ngày hôm nay không biết khách sạn đó như thế nào ha. Lần đầu tiên em cũng đi ngang cái khách sạn đó luôn, nên thành ra bây giờ mình sẽ cập nhật. Nhờ cô chú anh chị comment mà em có những cái video như thế này. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đóng góp ý kiến và chia sẻ để chúng ta xây dựng nên một nội dung mà rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm khi mà mình rời xa cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Để chúng ta thấy có những ngôi nhà rất là xưa, và mình cũng không khỏi xúc động khi nhìn lại những căn nhà này với những cái so với những cái nhà mà chúng ta đang ở hiện tại ở cái đất nước rất là hiện đại. Và mình nhìn về quê hương thì nhìn lại căn nhà xưa của cô chú anh chị thì mình cảm thấy hơi bồi hồi, vì nó rất là xa cách một nơi là nhà cao cửa rộng, một nơi là mái tôn vách tôn rồi gác gỗ,
chúng ta đang đứng ở đây là số 94. Ngày hôm nay thì đây là cái, có lẽ là số này là 94-1, ngày xưa là khách sạn, nhưng mà bây giờ hình như là đã không còn. Nhưng mà cái hẻm này cũng có nhiều khách sạn nha. Hẻm 94 nè. Khách sạn Tuyết Ngân, rồi khách sạn Ngân Hà. Rồi chúng ta đi vào cái hẻm này thử xem sao ha. Đó, và hình như hẻm này là hẻm cùng. Cái hẻm này có khách sạn 70.000 giờ, khách sạn Ngân Hà. Và bên kia là phòng cho thuê. Và cuối cùng là hẻm cùng rồi. Và hẻm này là hẻm cùng rồi các anh chị các bạn. Rồi thôi chúng ta đi ra nhé. Hôm nay là dãy chung cư. Rồi mình quay trở ra 94-1. Có lẽ bây giờ là cái nhà này đang sửa lại nè. Có lẽ là ngày xưa là khách sạn đó ha. Em này về đêm thì có mấy phòng cho thuê cho các tình yêu đôi lứa. Mình nhìn thấy mấy chục ngàn giờ là mình nghĩ rồi. Và chúng ta sẽ quay ra cái đường An Bình. Và mình sẽ quẹo phải đi ra đường Trần Hưng Đạo. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn bên tay trái có một cái ngôi chùa, hẻm chùa 217-3-2, chùa Thiên Tôn. Ồ, đây thuộc về di tích lịch sử luôn. Và đầu hẻm mình thấy có một cái cô bán chè. Và hẻm cũng hơi tối, không đông cho lắm. Và ngay giao lộ này chúng ta sẽ có một cái khách sạn, đó là khách sạn Đồng Khánh. Để mình đi đến đó rồi xem như thế nào ha. Đây có chú bán hủ tiếu mì bò viên ở số 110 An Bình. Đây có một cái hẻm cũng rất là vắng luôn. Đây là cái chung cư Trần Hưng Đạo. Lên mượn đâu. Và cái khu chung cư này xây năm 1947 tới bây giờ luôn. Và thẳng qua bên kia đường đó chính là cái bệnh viện An Bình và khu đường Trần Phú. Chúng ta đến đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo. Mấy bạn này bị cảnh sát giao thông phạt về tội không đội nón bảo hiểm rồi nè, và còn rất là nhỏ, chưa đủ tuổi lái xe. À,
Rồi chúng ta đi tiếp tục, mình sẽ đi đến cái bệnh viện, tới cái khách sạn Đồng Khánh này. Và đến đây thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về cung đường An Bình và những cái khách sạn, những cái hàng quán, những cái hẻm, những cái ngõ vắng, gửi bà con mình cùng tham khảo để chúng ta thấy được hình ảnh của Sài Gòn về đêm ở khu vực này như thế nào. Và cuối cùng chúng ta dừng lại tại cái khách sạn 3 sao Đồng Khánh này. Và theo thẳng hướng bên kia thì hôm bữa chúng ta có đi rồi đó, cung đường An Bình và Trần Phú. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Chúc anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nhé. Rất tiếc là khách sạn số 94/1 của cô chú anh chị comment thì hôm nay con không còn thấy nữa. Không biết có phải hay không thì chú Hòa cho xin cái comment ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây, sau phía sau lưng chúng ta đó là cái chung cư mình vừa đi qua nè, rất là xưa rồi đó. Chung cư được xây dựng năm 1947 ở Sài Gòn, Chợ Lớn.